Ui măng cục quá chừng hết. Ui cục trái quá trời hết. Cung đường này bông hoa. Bông hoa trồng dọc hết nguyên con đường này luôn anh chị. Đường này đẹp ha, sạch đẹp, văn minh. Ở đây thì khá là nhiều nhà vườn, biệt thự. Và ngày hôm nay Long Hoài muốn giới thiệu đến anh chị cô chú một thửa đất vườn có tổng diện tích là 9.739 m², gần một mẫu đất ha anh chị. Trên đất thì đang trồng rất là nhiều cây ăn trái đang cho thu hoạch, như là sầu riêng, bơ, mít, bưởi, mãng cầu. Đất đai thì màu mỡ, đất đỏ ba gian, tơi xốp. Cạnh với chúng ta thì cũng là một căn biệt thự mới vừa xây luôn, khá là đẹp ha. Trước đó cũng điện dây wifi. Thửa đất vườn này nó tọa lạc tại xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vị trí mà Long Hoài đang quay ở đây, nếu di chuyển ra cho tới hồ Kim Long, mất chỉ tầm khoảng cỡ 500 mét thôi ra tới hồ Kim Long. Hồ Kim Long là một cái hồ khá là đẹp anh chị. Vị trí thửa đất này nếu di chuyển về tới biển Vũng Tàu, biển Hồ Tràm, suối nóng Bình Châu, mất tầm khoảng cỡ 40 km thôi ha. Và từ thành phố Hồ Chí Minh, anh chị cô chú mình di chuyển về tới vị trí đất này, mình mất tầm khoảng 75 km ha. Long Hoài xin mời anh chị cô chú cùng xem hết video ngày hôm nay. Sản phẩm ngày hôm nay nó đặc biệt là có cây ăn trái đã cho thu hoạch, đất đai thì màu mỡ, đất bằng phẳng. Đặc biệt ha, nó có khung giá chỉ khoảng 770 triệu thôi, 770 triệu cho 1.000 m² ha chị. Giá khá là hợp lý tại thời điểm này. Đường nhựa thông thoáng với nhau hết, dân cư. Rồi bây giờ Long Hoài cho lay cam bay lên trên cao để quay hoàn cảnh ở xung quanh để anh chị cô chú mình định hình được cái khu vực này ha. Song song đó thì Long Hoài cũng giới thiệu khu vực này là đất, cốt đất là cốt đất nền hiện trạng ha. Đất thì màu mỡ tơi xốp, đất đỏ ba gian. Khu vực này thì trồng được rất là nhiều loại cây ăn trái. Và hiện tại trên đất của chúng ta thì có khoảng cỡ 300 gốc sầu riêng, có khoảng 20 cây măng cục, chôm chôm, bơ, mãng cầu và có một căn nhà nhỏ cạnh với một căn biệt thự khá là hoành tráng luôn anh chị. Ngay căn biệt thự này, nếu mà anh chị cô chú mình chạy thẳng theo trục đường này là mình sẽ ra tới trung tâm thương mại Kim Long, cách chỉ tầm khoảng cỡ 2 cây số thôi. Đó, theo hướng này là mình sẽ ra tới trung tâm thương mại Kim Long ha anh chị. Đường đây là đường nhựa thông thoáng với nhau. Mảng xanh ở đây nhiều cho nên là không khí nó cực kỳ mát mẻ, cộng với lại là gần với hồ. Đó, từ ngay chỗ đất của chúng ta mà cái hồ này là hồ Kim Long ha, cách với hồ Kim Long tầm khoảng cỡ 500 mét thôi là ra tới hồ Kim Long rồi. Cạnh với hồ Kim Long là có một con đường liên huyện, đó là con đường Kim Long Láng Lớn, nối từ quốc lộ 56 để chạy thẳng về tới quốc lộ 51 ha. Và vị trí đất của chúng ta cách với lại con đường Kim Long Láng Lớn đó chỉ tầm khoảng cỡ gần 500 mét thôi ha anh chị. Còn cái hướng ngược lại là hướng này. Hướng này mình chạy thẳng ra thì mình cũng sẽ ra tới con đường Kim Long Láng Lớn và ra tới con đường Bầu Chinh Láng Lớn. Ưu điểm của đất của chúng ta là nằm giữa hai con đường liên huyện, đó là con đường Kim Long Láng Lớn và đường Bầu Chinh Láng Lớn ha. Hai con đường đó là nối từ quốc lộ 56 để chạy thẳng một mặt là mình về tới quốc lộ 51. Thì từ vị trí thửa đất của chúng ta, nếu mà di chuyển ra tới chợ nè, tới trường học nè, tới trung tâm mua sắm hoặc là ăn uống hoặc là bệnh viện rồi, chỉ trong khoảng là 2 cây số cho tới 3 cây số đổ lại thôi anh chị. Còn gần dưới đất chúng ta thì cũng có tiệm tạp hóa nè, cũng có nhà thuốc nè, cũng có sân vận động. Đó, như hình ảnh anh chị cô chú mình đang xem gần ngay chỗ đây là có sân vận động ha. Sân vận động, sân thể thao, sân đá banh, bóng chuyền. Từ vị trí thửa đất nếu di chuyển về trung tâm thương mại ngay giao thì mình mất chỉ tầm khoảng cỡ 3 cây số thôi là về tới trung tâm thương mại của huyện Châu Đức này rồi ha anh chị. Đó, không khí ở đây thì cực kỳ mát mẻ, mảng xanh nhiều. Rồi, Long Hoài xin mời anh chị cô chú cùng chi tiết cây thửa đất vườn này ha. Thửa đất số 242, tờ bản đồ 33, xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, diện tích là 9.784 m², hình thức sử dụng riêng, đất trồng cây lâu năm. Sổ này là sổ cũ, chưa cấp đổi sổ mới lại. Sau khi anh chị cô chú mình cấp đổi lại thì tổng diện tích của chúng ta là 9.739 m², con số khá là đẹp ha anh chị, gần một mẫu đất á. Sổ này thì chưa có thổ cư, nhưng mà nếu anh chị cô chú mình đăng ký lên thổ cư được ha, thì giá lên thổ cư ở đây nó rơi vào tầm khoảng 80 triệu cho 100 mét thổ cư. Anh chị cô chú mình có thể đăng ký lên 300 mét thổ cư được ha. Đất thì quay mặt về hướng chánh bắc và đây là hình dáng thửa đất cũng như là phần kiểm tra quy hoạch. Ở phía trước của chúng ta là đất phủ hồng cho nên là anh chị cô chú mình có thể đăng ký lên thổ cư được ha. Còn phía sau của mình là cây lâu năm. Thì bề mặt đường của mình là được 29,7 mét,
một cạnh là 172 m, một cạnh là khoảng 175 m ha. Ở đằng sau là mình nở hậu ra 82,7 m, nó nở hậu ra ha anh chị. Rồi ranh giới của mình là từ cái cạnh bên này nè, đổ qua bên đó là mình được khoảng gần 30 m mặt đường ha anh chị, mặt đường nhựa thông thoáng. Cái cạnh bên này là mình khoảng 172 m, cái cạnh bên kia mình cũng được 172 m. Ở sâu là mình nở hậu ra 82 m ha, nhưng mà cũng nở hậu ra, nhưng mà sổ thì nhìn rất là ok anh chị. Đó, cạnh với một căn biệt thự mới vừa xây xong, biệt thự nhà vườn khá là đẹp luôn ha. Ưu điểm là đất của mình đã rào lưới B40 rồi, rào lưới cao gần 2 m xung quanh hết đất luôn. Phía trước thì chừa một cái cổng ha, chừa một cổng đi vào. Rồi đây là mảng cầu nè, mảng cầu cho trái nè, rồi bơ nè, rồi sầu riêng nè, toàn là cho thu hoạch không ha anh chị. Đang cho thu hoạch, trên đất thì có nhà, mà đánh giá nhà này thì nhà cũ thôi ha anh chị, nhà vườn cũ thôi. Ranh giới của mình bên này thì cái chủ đất bên này đã xây tường rào lên cao rồi, xây tường rào lên cao rồi. Mình là sát ranh với hàng xóm của mình là một căn biệt thự vườn khá là lớn luôn. Sầu riêng là đang cho thu hoạch ha anh chị ha. Rồi, cây sứ, cây kiển, cây sứ. Khoảng cách cây là tầm khoảng 4 m một cây ha. Sầu riêng cao bự hết rồi. Sầu riêng, măng cục, chôm chôm, bơ, sầu riêng. Ở mặt đường của mình là 30 m, cái xong cái nở hậu ra cuối đất của chúng ta là 82 m ha anh chị. Cây măng cục nè, cây măng cục nè, mùa này thì thu hoạch hết rồi anh chị, cho nên là không trái ha. Đây cây này có trái nè anh chị. Đây nè, đất bằng phẳng ha, bằng riếng như sân banh luôn anh chị. Bằng riếng luôn. Đây nè. Ôi là măng cục quá chừng. Này mà làm gỏi gà nữa thì thôi, gỏi gà măng cục. Tam tai của con gà, năm nay năm tam tai con gà. Đó, măng cục quá trời. Ôi giờ trái chi chích luôn anh chị. Ui là nè. Wow. Quá chừng. Bơ. Ranh giới của mình là rào lại hết rồi, cho nên là cũng nhìn cũng dễ biết lắm ha. Đó, đi lúc xuống dưới luôn. Sầu riêng nguyên một vườn luôn anh chị, nguyên một vườn cây trái luôn. Đó, cuối đất của chúng ta là dưới đó rồi ha, dưới đó thì đã rào lưới lại hết rồi. Mấy cây bông này, cây bông gì ha chị, cô chú mình có biết không, để dưới phần bình luận dùm lông hoài ha. Thấy cây bông này nó ra bông thơm ghê luôn, hình như cây nguyệt quế hay sao anh chị. Hình như là cây nguyệt quế, bông thơm lắm. Dưới đây thì có hệ thống tưới tự động ha, mỗi gốc cây đều có hệ thống tưới tự động hết. Trên đất thì có sẵn giếng khoan luôn. Còn đây là phần vị trí của chúng ta trên Google Maps, cạnh với lại căn biệt thự nhà của Nga. Cách chúng ta tầm khoảng cỡ 150 m là mình có một cái ngã tư, ngay ngã tư đó thì có tạp hóa rồi ha. Rồi nằm trên một trục đường thông, rất gần với là hai con đường liên quyện, đó là con đường Kim Long Láng Lớn và đường Bầu Chinh Láng Lớn. Di chuyển từ vị trí đất ra tới đường quốc lộ 56 là tầm khoảng cỡ 3 cây số ha anh chị. Di chuyển về biển Vũng Tàu thì mất cỡ 40 cây ha, 40 cây số. Dân cư ở đây thì cũng khá là đông, bám theo trục đường này là, thì dân cư cũng khá là đông ha. Toàn là những nhà vườn, nhà biệt thự, nhà lớn không à. Gần đây thì cũng có sân vận động nè. Về phần vị trí trên Google Maps, anh chị cô chú mình có thể kết nối qua Zalo, số điện thoại 0933659672 để Long Hoài cung cấp thêm ha. Rồi bây giờ Long Hoài quay quang cảnh xung quanh để anh chị cô chú mình tiện quan sát về khu vực này ha.
thì từ vị trí thửa đất Long Hòa chạy ra ngay chỗ đây là đụng một cái ngã tư. Hướng này là mình chạy hướng ngược lại là mình sẽ chạy ra tới con đường Bầu Chinh Láng Lớn rồi anh chị. Còn hướng này mình chạy thẳng ra là mình ra tới con đường Kim Long Láng Lớn. Thì ở khu vực này nó có hai con đường liên quyện, ba con đường liên quyện, đó là đường Xà Bang Láng Lớn, đường Kim Long Láng Lớn và đường Bầu Chinh Láng Lớn. Đó, mà đất của chúng ta nằm giữa hai con đường liên quyện rồi, cho nên là rất là thuận lợi di chuyển. Chỉ cần chạy thẳng một trục đường thôi là mình đã ra tới vị trí đất rồi ha. Thì trước đất của mình cũng có điện, có dây wifi, rồi dân cư ở cũng san sát, cũng nói chung là nông thôn mà. Nhà cách nhà cũng cỡ 50m, 30m, dòm qua dòm lại có nhà mà. Ưu điểm nữa là gần dưới đất của chúng ta cũng có căn biệt thự vườn khá là đẹp ha anh chị. Rồi trước đất là cũng có nước máy nè, trên đất mình đã sẵn giếng khoan rồi, có nước máy, có điện, có dây wifi đầy đủ. Từ đất mà ra chợ, ra trường học, ra ăn uống, rồi những dịch vụ ăn uống rồi tầm khoảng cỡ 2 cây, 2 cây rưỡi thôi. Đường xá ở đây là đường nhựa cho nên rộng rãi, chạy 2 cây, 2 cây rưỡi thì chạy tầm khoảng cỡ 10 phút là ra tới đó ha anh chị. Đặc biệt ở đây là mảng xanh nó nhiều cho nên là không khí nó mát mẻ lắm. Cái thửa đất này nó phù hợp để anh chị cô chú mình làm vườn. Nếu như mình yêu thích làm vườn, chọn một mảnh đất mà có cây ăn trái sẵn đã cho thu hoạch mang lại giá trị kinh tế thì mình chọn cái lô đất này ha. Giá tại thời điểm này nó cũng rẻ anh chị. Tính ra thời điểm này nó giá chỉ có 770 triệu thôi, thì tính ra nó tầm khoảng 7 tỷ rưỡi ha. 7 tỷ rưỡi cho tổng diện tích của mình là 9.739 m². Đất thì có thể lên đăng ký lên thổ cư được, di chuyển ra trung tâm cũng gần. Cao điểm, nếu như mà ở cao điểm của đợt mà sốt đất á, ở đây nó rơi vào khung giá là 1.7 tỷ đến 1.8 tỷ trên một sào đất á ha anh chị. Mà bây giờ chủ chỉ bán có cái giá là 770 triệu thôi, do là cũng kẹt tiền cho nên mới bán tại thời điểm này. Chứ nếu mà không kẹt thì chắc cũng ít có người bán tại bán giá như thế này lắm anh chị. Con đường này là con đường Kim Long Láng Lớn nè anh chị. Đó, mình chạy thẳng ra là ra trung tâm thương mại Kim Long rồi ha. Bên trái của mình, màn hình của anh chị đó là hồ Kim Long ha. Chạy vô tầm khoảng cỡ vài trăm mét nữa thôi là mình ra tới hồ Kim Long rồi. Ở đây thì lưu lượng xe đò, xe tải, xe khách, xe container rồi đi lại cũng thoải mái. Rồi Long Hòa xin kết thúc video ở đây. Mình chúc anh chị cô chú sức khỏe. Nhớ bấm đăng ký kênh cũng như bấm like để Long Hòa có động lực chia sẻ những video mới nhất về lĩnh vực đất đai, về lĩnh vực bất động sản. Hẹn gặp anh chị cô chú trong một video tiếp theo.